Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm map sa mạc mới trên phiên bản quốc tế. Vâng, rất vui khi mà các bạn đã được chơi cái map này. Tại vì cái map này rất là sướng, sướng hơn map cũ rất là nhiều. Và chơi không bị chán. Nếu các bạn chán map này thì có thể là qua map cũ. Vì cái map này rất rộng nên mình nghĩ là nó lâu lắm mới chán. Mình chán được nó cũng khá là lâu ấy. Từ khi các bạn đã bắn lên phiên bản PC rồi thì nó có thể là chán. Ok, chúng ta sẽ cắm đầu xuống và mình chắc chắn một điều là đéo ai nhảy vào được với mình đâu. Chắc chắn luôn, tại vì các bạn bắn bên phiên bản cũ sang đây và cái tốc độ nhảy xuống nó khác. Còn mình chơi trước rồi mình biết nhảy như thế nào để vào được. Ui dồi ôi, vẫn có thằng vào được. Nhưng cơ bản thì vẫn là sau mình. Một bé này, Long Phạm. Trời ơi, team Việt Nam à, chạy đâu ấy. Đu, có súng luôn. Úi dồi. Này thì có súng này. Ok, ơ, sao có hai thằng nhỉ. Thế là duo squad rồi. Hay quá, các bạn bắn rất là tốt. Nhưng cơ bản thì cái việc duo squad thì nó quá khó các bạn ạ. Vâng, nên chơi duo trước đã. Và ping ở cái server Việt Nam nó cũng thấp hơn rất là nhiều. Anh chứ nhầm, server quốc tế chứ. Nói Việt Nam thì hơi sai, anh em lại chửi. Ok. Và công việc còn lại thì loot hết cái chỗ này thôi. Trời ơi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải tao. Ok, knock 1 rồi. Chắc chắn bạn nó sẽ sang cứu. Và hiện tại thì súng mình gần hết đạn rồi. Chạy qua cứu này. Ok, ô, cái thằng này dễ giết đấy nhỉ. Rồi nữa ai, trời ơi nó chạy đông thế. Cứ chạy nhông nhông như kiểu là nhà này của chúng nó vậy. Rồi, một bạn đã ra đi, hình như là knock 2 thì mới chết nhanh đến như vậy. Cứu này. Nằm xuống, quốc 90, trời ơi lại team Việt Nam. Vâng, chơi ở phiên bản quốc tế được cái sướng là gặp toàn Việt Nam thôi. Bắn rất là vui. Còn bản China thì rất ít khi mà gặp. Chạy lầy. Thôi ơi, bó vào, đúng rồi, không được chạy. Thằng nào bước ra khỏi cái khu vực kia, tao bắn vỡ đầu. Đã là nô lệ thì phải nằm yên một chỗ nghe chưa. Rồi bạn nó chạy đến cứu này. Yếu rồi. Đu. Hay nha, khuất rồi. Thế thì mình sẽ tương bom. Bom nè. Né đi. Thôi xong rồi, bom trượt rồi. Rồi, quả này thì chuẩn. Trời. Chạy lầy. Ok. Còn đi à. Sao nó cứng nhanh nhỉ. Mình sẽ xuống review xem các bạn có những món đồ gì. À, AKM, tuyệt vời. Với việc có AKM ở đây thì chúng ta không còn phải xoắn nữa. Tại vì nó rất là mạnh. Và nó đéo sợ bố con thằng nào. Ơ, vẫn còn bắn nhau này. Hay nha, cứ tưởng là clear hết rồi. Bỏ xe đi, mình sẽ vào nhà đỏ để cam.
À, nó kia. Ủa? Trúng đạn rồi mà sao không hiện cái đấy ta? Rồi, thiên nhiên đảo nguyên một vòng luôn. Chết đấy. Hiện tại thì trên xe có hai thằng thì phải. Chạy luôn. À, vòng lại. Ui trời ơi. Được đấy. Có người thì phải quay lại bắn chứ. Không bắn phí lắm. Không được rồi. Cái định mệnh như kiểu khiêu khích vậy. Này thì khiêu khích này. Trời ơi. Quay lại chơi luôn. Hay nha. Nóc 2 rồi. Ủa sao chỉ có hai thằng ra. Chắc bọn này mới vào. Bọn này mới vào đây. Chứ lúc nãy mình đã clear khu này rồi mà. Nếu mà có bạn bắn nhau thì nó sẽ chạy qua thôi. Nhìn cái kiểu bọn này chơi thì chắc chắn nghe bắn nhau là hăng máu lắm rồi. Rồi quay lại. Như đúng rồi vậy. Mũ ba này, tuyệt vời. Ủa, ở đây có cục thính nữa này. Hai cục luôn. Ngon. Định mệnh cho ốp thế này. Trời ơi, thơm quá. Ok. Thế này quá ngon rồi. Vâng, quá giàu anh em ạ. Giàu như chưa từng được giàu. Chúng ta sẽ tiếp tục đá sang cái thính kia xem nó có gì. Vâng, hai thính rơi gần nhau. Nhưng không ai đi nhặt. Hơi bị vô lý nhá. MK14 thôi. Dẹp đi. Chúng ta không thể bỏ một cái khẩu súng mạnh nhất lấy một cái khẩu súng cùi nhất được. KS này. Úi trời ơi thơm quá. Cảm ơn các bạn nha. Lại lút đồ à? Này thì lút đồ này. Quay lại đây. Bạn nóc rồi kìa. Một viên rồi. Rồi. Bật ngắm lên xem à. Ui sao lại bắn mít thế này. Cứu này. Trời ơi. Sao lại cứu giữa đồng như thế. Mình anh chấp. Bạn ấy sẵn sàng cân hết. Nhưng cơ bản thì bạn ấy đang bận lút đồ thôi. Ok. Hai bé ra đi. Còn đồng đội. Chắc chắn là đồng đội sẽ ở gần. Chúng ta cứ ngồi đây đợi thôi. Giữa bò mà. Kiểu gì nó cũng chạy ra đây. Nếu đây là một khẩu M24 thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Tại vì spam nó sướng. Cầm khẩu này spam nó cũng bắn mà không trúng thì cảm thấy nó mình phí vãi anh em ạ. Nếu mà không bắn để nó chạy mất thì nó còn phí hơn anh em ạ.
Rồi, một phát vào đít. Thằng này đứng ngắm cái gì vậy? Cạn lời. Ok, thế là team đấy chỉ còn một thôi. Thằng bạn nó lên ngáo ngơ đứng nhìn quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vâng, thằng ốp đứng chỗ nào để tao cân? Vâng, bạn ấy đã chưa kịp nhìn thấy mình thì bạn ấy đã phải nằm xuống rồi. Khá là đen. Nếu mà bạn ấy nhìn thấy mình trước thì có lẽ là có khi mình phải nằm xuống. Mình sẽ là người nằm xuống, tại vì bạn ấy rất là hổ báo. Và trên đầu mình có người. Đây rồi, ngồi im này. Ủa? Vô lý. Thôi ơi, phí hai viên ốp ghê á. Thôi cầm khẩu ốp như thế này bắn spam phí đạn quá. À, chúng ta cũng không bao giờ bắn hết được đạn ốp đâu, cứ thoải mái đi, bắn làm gì. Mình thì mình ít khi xơi hết đạn ốp lắm, cứ rụt rè không có kill à. Nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn tao là mất tiền đấy. Không giả tiền thì người ta bắn sấp mặt là đúng rồi. Còn 8 viên ốp nữa. Và mình cảm giác lo sợ trận này sẽ hết đạn ốp anh em ạ. Mình spam nhiều quá. Bắn hoàn toàn không trúng cái này. Rồi kê vào đầu mà không nóc thế kia thì chán vãi. Rồi bạn nó nè. Úi trời ơi. Lại mất thêm một viên. Mà không trúng. Rồi nó ngoài bo nó phải chạy vào đây. Nó đơn giản thế này thôi mà mình phí bao nhiêu đạn ốp. Phí quá. Vâng, người giàu thì nó dùng cái cách dùng của người giàu nó khác biệt hoàn toàn với người nghèo anh em ạ. Vâng, cứ có là xài thôi. Mình đang giàu mà. Năm này. Trời, cầm ốp nó sướng phê nha mạng. Cứ một viên thôi. Mình nghĩ mình nên kết thúc luôn thằng này. Ok. Cái bo này còn tận 8 người nữa. Đông vậy. Công nhận bên này bắn try hard ghê. Bên China bắn toàn lấy kiểu bắn nhau thôi, chứ nó không không lấy top. Nó quyết tâm khô máu chứ không phải như bên này. Ok, chết luôn. Đây này. Một bé này. Này thì cứu. Cái gì đây? Lạc đường à?
Nani? Ôi ôi, chuyện gì đang xảy ra này? Team Việt Nam bo cuối đang chạy cất súng. Trời ơi, khó hiểu thật. Đôi khi những cái cách xử lý của những team Việt Nam nó hơi khác người. Còn 4 người nữa. Trời, bo này còn tận 4 người. Ok, chết luôn. Còn 3 người nữa. Bên kia nãy mình clear rồi mà, sao vẫn còn ta? Này thì đi móc này. Ơ, sao lại có một thằng thế này? Rõ ràng bên này có 2-3 team khác nhau mà. Chơi team áp à? Thôi thôi, đi cùng nhau không bắn nhau. Mình cảm thấy vẫn là vô lý anh em ạ. Bọn nó đi với nhau nhưng không bắn nhau. Và mình chắc chắn cái điều đấy vì bọn đấy từ bên đấy sang mà. Còn cái màn chạy cất súng của team Việt Nam là càng vô lý hơn. Khiếp thật. Ném khói cái gì vậy? Ok, knock 1. Còn một thằng nữa thôi. Đây rồi. Ui, cái định mệnh UMP bắn mệnh vậy. Trời ơi, một pha lỗi định mệnh. Vậy quả đấy mình cứ tưởng thằng kia gà. Trời ơi, thế đéo đâu.